Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Tôi trân trọng gửi lời chào hết tất cả các bạn trên đang có mặt trong phòng nhóm buổi sáng ngày hôm nay. Amen. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Và cũng trân trọng gửi lời chào hết tất cả các bạn trên đang theo dõi hội thánh qua live stream trên mạng Facebook giờ này. Xin Chúa ban phước cho hết thảy anh chị em một buổi sáng tốt lành và đầy dẫy ân điển của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Tôi tin rằng Chúa hôm nay vẫn làm phép lạ trong đời sống chúng ta. Amen. Và chúng ta đến đây để được gặp gỡ Chúa. Và cảm ơn Chúa vì tấm lòng yêu mến Chúa có hết thảy ông bà anh chị em. Chúng ta sẵn sàng không đi nghỉ lễ, nhưng mà chúng ta nghỉ ở trong Chúa Giêsu của chúng ta. Amen. Và tôi tin rằng cái kỳ lễ đó nó tuyệt vời hơn. Yes, tuyệt vời hơn. Amen. Cảm ơn Ngài. Buổi sáng hôm nay trước khi chúng ta đến để cầu nguyện, tôi có một câu kinh thánh rất quen thuộc, nhưng mà muốn nhắc lại cùng với chúng ta để chúng ta có lời của Ngài mà cùng suy ngẫm, cùng cầu nguyện trước khi chúng ta bước vào sự thờ phượng Ngài. Nếu bạn cho em có kinh thánh, hãy mở ra cùng tôi trong Roma chương 8. Roma chương 8, chúng ta cùng nhau đọc câu số 11. Lời Chúa rất là quan trọng anh chị em ạ. Nếu anh chị em đến đây và muốn có một gì đó xảy ra trên đời sống của mình, như sự chữa lành, khích lệ, nâng đỡ, rồi đột phá, giải cứu, tự do, thì anh chị em trước hết hãy nhìn vào lời của Đức Chúa Trời. Còn nếu chúng ta tìm kiếm Chúa theo cái dạng hên xui may rủi thì chúng ta nghĩ rằng kết quả nó không có nhiều đâu. Tất cả chúng ta được Đức Chúa Trời kêu gọi đến để hiểu và tin lời của Ngài. Tôi đọc anh chị em nghe nha. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Đây là một câu kinh thánh mà nói thiệt với anh chị em là tôi rất thích. Tôi cứ đọc đi đọc lại mấy câu này vì nó hay lắm anh chị. Khi chúng ta đọc câu này chúng ta thấy gì ạ? Thứ nhất là chúng ta thấy nói rất nhiều lần về sự chết và sự sống lại. Ai chết? Ai chết và ai sống lại? Chúa Giêsu chết, chúng ta chết, rồi Chúa Giêsu sống lại và chúng ta sống lại. Có phải không ạ? Và ai làm cho Chúa Giêsu sống lại và chúng ta sống lại? Chính Đức Chúa Trời. Không, Đức Chúa Trời. Mình phải đọc kỹ ra rõ chứ. Chính Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời là Đấng khiến cho Chúa Giêsu sống lại và chúng ta sống lại. Nhưng Đức Chúa Trời bằng cách nào để khiến cho Chúa Giêsu sống lại và chúng ta sống lại đây? Bởi Đức Thánh Linh. À, đúng không? Chúng ta đọc, chúng ta phân tích cho nó kỹ càng, rõ từng chút một, từng từ một. Đó, tôi nhắc lại nha. Câu kinh thánh này nói về gì? Sự chết và sự sống lại. Vậy thì chúng ta đây, ngồi đây đều có hy vọng những gì chết chóc sẽ được sống lại. Sự chết này bao gồm gì ạ? Có thể là bệnh tật, có thể là sự phá sản, đói nghèo, xung đột, đổ vỡ, nhiều lắm. Sự chết là bao gồm những gì tối tăm, những gì u ám trên đời sống của mình, buồn rầu, lo lắng, bất an, đủ kiểu. Nhưng bây giờ trong Chúa Giêsu chúng ta có một hy vọng rằng nó sẽ được sống lại, nó được phục hồi, nó được chữa lành bởi Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời làm điều đó bởi Đức Thánh Linh. Anh em thấy chưa? Bởi Đức Thánh Linh. Nhưng cái điều kiện quan trọng nè mà tôi muốn nhắc là anh em nhìn vào câu kinh thánh này nè. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em. À, anh em chú ý cái từ ở trong anh em. Cho nên ngày hôm nay khi chúng ta tất cả ngồi đây,
nếu quả thật Đức Thánh Linh của Chúa ở trong anh em, nếu quả thật Đức Thánh Linh hành động trên đời sống anh em, nếu quả thật Đức Thánh Linh đang phù hộ và đang che phủ đời sống anh em, thì lời hứa chúng ta nhận được là gì? Ngài cũng sẽ khiến thân thể hay chết anh em lại sống. Đó là chỗ rất diệu kỳ. Quan trọng là Chúa Thánh Linh phải ở trong anh em, Chúa Thánh Linh phải hành động trên anh em, Chúa Thánh Linh phải đang phù hộ anh em. Đó, đây là điểm mấu chốt. Và đây là bí quyết của một đời sống cơ đốc thành công. Giống như ông Richard bên kia ông nói đó, bí quyết của một đời sống cơ đốc thành công là luôn đầy dẫy Đức Thánh Linh. Rất đơn giản vậy phải không cha? Nên buổi sáng nay tôi dùng câu kinh thánh này để khích lệ lại tất cả anh em mình, tất cả những anh chị em đang có mặt ở đây cũng như những anh chị em trên live stream. Hãy tập trung đời sống cơ đốc mình vào đấng có thể ban sự sống cho chúng ta, duy trì sự sống cho chúng ta, chữa lành cho chúng ta, đem quyền năng đến cho chúng ta. Đấy chính là thần an ủi mà cha đã sai xuống. Một đời sống cơ đốc mà thiếu sự vận hành của Đức Thánh Linh thì cực kỳ là nguy hiểm. Rất nguy hiểm anh chị em, rất nguy hiểm. Chúng ta chết mà không biết vì mình chết vì đâu, không ạ? Chúng ta đau buồn không biết vì mình đau buồn từ đâu. Ôi sao tôi cũng tin Chúa mà đời sống tôi thế này. Ôi sao tôi cũng tin Chúa mà thân thể tôi thế kia. Sao tôi cũng tin Chúa, cũng đi nhà thờ, cũng đọc kinh thánh, mà sao cuộc đời tôi nó thế này, thế nọ, thế khác. Câu trả lời nằm ở chỗ là Đức Thánh Linh có ở trong anh em, có vận hành qua anh em, có ban phước và phù hộ cho anh em hay không. Đó là chỗ mà chúng ta cần phải lưu ý. Cho nên tôi nhắc lại ha. Đó, nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, đây là một cái điều kiện. Nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì chính Đấng đó cũng sẽ nhờ Thánh Linh ở trong anh em khiến cho mọi gì chết chóc trên đời sống anh em lại sống. Đây là lời hứa phải được nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại. Cho nên nếu những gì chết chóc ở trong chúng ta mà nó chưa sống lại thì sao nè? Thì coi chừng cho Đức Thánh Linh chưa vận hành ở trong chúng ta, có đúng không? Nếu một cái vấn đề trong đời sống của mình mà mãi mãi nó cứ đeo bám như vậy thì có nghĩa là mình chưa chạm đến quyền năng sống lại của Chúa Giêsu. Chúng ta phải tiếp tục tìm, tiếp tục hạ mình, tiếp tục kêu cầu, tiếp tục nài xin. Và lời hứa của Chúa Cha dành cho chúng ta là gì? Ngươi là người xấu còn biết cho con mình vật tốt thầy, huống chi Cha trên trời chẳng ban Thánh Linh cho người nào cầu xin Ngài sao? Đây là niềm hy vọng của tất cả con cái Chúa. Bất kỳ ai là những người tái sanh, là những người tin Chúa Giêsu đều có cơ hội để được nhận Đức Thánh Linh. Đây là chỗ mà người thế gian kia không có được giống như chúng ta. Thế gian không biết Thánh Linh, thế gian không thể nhận Thánh Linh. Nhưng tôi và bạn chị em có thể nhận, bởi vì chúng ta tin Chúa Giêsu, bởi vì huyết Chúa Giêsu đã rửa sạch chúng ta, bởi vì chúng ta đã được tái sanh, cho nên chúng ta có thể nhận, có thể được đầy dẫy, có thể nhận lấy cái quyền năng phục sinh này để ứng dụng cho mọi lĩnh vực trên đời sống của mình, cho sức khỏe, cho gia đình, cho công ăn chuyện làm, cho con cái, cho tất cả mọi đời sống tâm linh chức vụ.
Cho nên tôi nói đời sống cơ đốc là một đời sống xoay quanh Đức Thánh Linh. Biết Thánh Linh là biết Chúa Giêsu. Biết Chúa Giêsu nhất định phải biết Đức Thánh Linh. Không thể có con đường khác đâu anh chị em. Còn nếu như chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời mà không bởi Thánh Linh, chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời mà không bởi Thánh Linh, thì chúng ta đang phục vụ một Đức Chúa Trời mà chúng ta không biết. Nghe người ta làm tôi bắt chước tôi làm, thấy người ta làm tôi cũng làm giống vậy, chứ thật ra mình không biết Chúa là ai cả. Cho nên chỉ Thần Linh của Ngài mới bày tỏ Ngài cho chúng ta. Amen chị em. Buổi sáng nay tôi cũng khích lệ tất cả hội thánh cùng với những anh chị em trên livestream, một lần nữa chúng ta hãy rà soát lại đời sống của mình một cách hết sức nghiêm túc. Hết sức nghiêm túc. Kể từ ngày mình tin Chúa, mình có thấy Thần Linh của Chúa vận hành trong đời sống của mình hay không? Mình có thấy những biểu hiện của sự sống ngay hành động trên mình hay không? Mình có kinh nghiệm sự chữa lành siêu nhiên của Ngài hay không? Mình có kinh nghiệm rồi sự phục hồi của Ngài cho mình hay không? Mình có kinh nghiệm Ngài làm những điều lớn lao siêu nhiên cho mình hay không? Hay là kể từ ngày mình tin Chúa thì mình vẫn như cũ? Chúng ta vẫn sống một cuộc đời sống tự nhiên như cũ. Chúng ta vẫn phải lăn lộn nỗ lực để chống trả lại những điều chết chóc trên đời sống của mình bằng sức riêng của mình. Anh chị em ơi, mình phải nghiêm túc chỗ này, vì chính chỗ này nó quyết định cho chúng ta là những người thực sự đã gặp Chúa hay chưa. Một người đã gặp Chúa thì chắc chắn sẽ gặp quyền năng của Chúa. Amen chứ, không thể nào nói khác được. Không thể nói tôi gặp Chúa nhưng mà tôi không biết gì rồi, không có chuyện đó. Anh chị em thử đọc trong toàn bộ Kinh Thánh đi, anh em sẽ thấy bất kể ai gặp Chúa đều chạm trán với quyền năng của Đức Chúa Trời. Amen. Buổi sáng hôm nay tôi muốn khích lệ tất cả các bạn chị em, chúng ta cùng nhau suy ngẫm về điều này và bắt đầu cầu nguyện. Cầu nguyện. Cầu nguyện điều gì? Chúa ơi, cho con kinh nghiệm Ngài bởi Thánh Linh của Ngài. Amen. Đây là một lời cầu nguyện rất ngắn gọn nhưng nó quyết định đời sống của chúng ta. Lạy Chúa, hãy cho con kinh nghiệm Ngài bởi quyền năng của Ngài. Con biết Đức Thánh Linh của Ngài đang ở đây. Con chào đón Thánh Linh và con muốn thuộc về Ngài. Con muốn biết Ngài nhiều hơn. Con muốn đón nhận Ngài nhiều hơn. Con muốn được kết bạn với Ngài. Thánh Linh của Đức Chúa Trời ơi, hãy đến và bước vào lòng con một cách đầy dậy. Hãy đến trên con bởi năng quyền. Hãy đến trên con bởi tình yêu. Hãy tuôn đổ trên con sự nhân từ và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Tất cả hội thánh hãy hướng lòng vào Ngài. Chúng ta hãy cầu nguyện với chân thần của một Đức Chúa Trời đấng sáng tạo ra vũ trụ này. Chúng ta hãy cầu nguyện với một Đức Chúa Trời yêu thương và sẵn lòng làm điều tốt cho chúng ta là những người tin cậy Ngài. Ô lạy Chúa, tất cả chúng con đến với Ngài giờ này, và những anh chị em chúng con ở khắp mọi nơi cũng đến với Ngài giờ này, và con tin rằng không gian thời gian không ngăn trở được Chúa, không có điều gì ngăn trở Chúa. Chúa Cha ơi, chúng con đang thiếu thốn và cần Ngài. Chúng con cần sự thăm viếng của Ngài, sự tuôn đổ của Ngài trên mỗi linh hồn và thân thể chúng con. Lạy Chúa, hãy đến và thăm viếng hội thánh của Ngài tại nơi đây nữa. Lạy Chúa, hãy làm điều mà Ngài muốn cho hội thánh của Ngài buổi sáng hôm nay. Con cầu nguyện để tất cả ông bạn chị em đang có mặt tại nơi này, họ bắt đầu kinh nghiệm sự tuôn đổ quyền năng trong thời kỳ cuối cùng này trên mọi lĩnh vực của đời sống họ. Lạy Chúa, hãy tỏ Ngài ra cho anh chị em con bằng những dấu kỳ phép lạ, bằng tình yêu, bằng sự nhân từ, bằng bình an siêu nhiên vui mừng mà Ngài muốn rải khắp con cái của Ngài. Đức Chúa Trời ơi, hãy đến giờ này.
Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, con cầu nguyện. Anh chị em hãy lấy đức tin đón nhận. Anh chị em hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, hôm nay con ngồi đây là để gặp Ngài. Lạy Chúa, con đến đây là để gặp Ngài. Con muốn ra mắt Ngài, con muốn trình diện đời con với Ngài. Con muốn nói với Ngài rằng con yêu Ngài, con thuộc Ngài. Con muốn nói rằng con muốn sống cuộc đời phụ thuộc vào Ngài. Chúa ơi, hãy cầu nguyện chị em. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời rất hài lòng với những tấm lòng chân thành, chân thành tìm kiếm Ngài. Bởi vì lòng đau thương thống hối, lòng thanh thật, Chúa không khinh dễ đâu. Chúa ở gần những người kêu cầu Ngài, và những người kêu cầu Ngài trong lẽ thật, trong sự thật, trong tấm lòng của mình kêu cầu Ngài. Ô lạy Chúa trong danh Giêsu quyền này. Ô lạy Chúa trong danh Giêsu quyền này. Hãy đến với mọi linh hồn giờ này. Hãy đến với mọi linh hồn giờ này. Những linh hồn, hãy làm cho những linh hồn được vui mừng, được phấn khởi giờ này, trong danh Giêsu quyền này. Cầu nguyện đến cho em. Tiếp tục anh chị em. Tiếp tục anh chị em ơi. Trong danh Giêsu. Trong danh Giêsu. Vì Chúa Giêsu kể một câu chuyện rằng Ngài kể để cho anh chị em cầu nguyện luôn không thôi và đừng mỏi mệt. Oh hallelujah. Chúng ta phải có sự kiên nhẫn, kiên trì trong lời cầu nguyện. Đời sống cầu nguyện thì quan trọng bậc nhất trong đời sống cơ đốc của chúng ta. Vì khi chúng ta cầu nguyện là lúc chúng ta gặp Ngài. Nếu anh chị em muốn tìm địa chỉ của Đức Chúa Trời, thì địa chỉ của Ngài là nơi nào có sự cầu nguyện thì nơi đó có Ngài. Đó là địa chỉ của Ngài. Ngài ở chỗ nào mà có người cầu nguyện, Ngài ở chỗ nào mà có người kêu cầu danh của Ngài, hãy đến đó để gặp Ngài. Tôi nói với anh chị em rằng hội thánh là nơi cầu nguyện để gặp gỡ Đức Chúa Trời. Hỡi dân sự của Chúa ơi, hãy cầu nguyện. Hỡi dân sự của Chúa ơi, hãy cầu nguyện, hãy nói với Chúa bằng cả tâm lòng. Oh hallelujah. Hallelujah. Cha ơi, con phủ dân sự của Ngài bằng huyết của Ngài. Con phủ dân sự của Ngài bằng huyết của Ngài. Hallelujah. Con phủ dân sự của Ngài bằng huyết của Ngài. Trong danh Giêsu quyền này. Trong danh Chúa Giêsu quyền này. Trong danh Chúa Giêsu quyền này. Trong danh Chúa Giêsu quyền này. Oh hallelujah. 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 Ho 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 ho. Hallelujah. Hallelujah. Tiếp tục đi anh chị em. Tiếp tục. Anh chị em đừng bao giờ để Satan lừa dối mình. Tôi đang cảm nhận là có những anh chị em ngồi ở đây nan đề, bệnh tật, đau yếu, khó khăn, chồng chất, khiến anh chị em mỏi mệt đến mức độ mà không thể cầu nguyện với Chúa được nữa. Anh em tuyệt vọng đến mức độ là không thể tìm kiếm Chúa được nữa. Anh em đến đây với một niềm hy vọng là một phép màu nào đó để nhấc anh chị em ra khỏi một đống nan đề. Nhưng chị em ơi, đừng mắc lừa Satan, không có phép màu nào làm điều đó đâu. Chúa Giêsu luôn nói: bởi đức tin con mà con hãy được lành đi. Anh em phải có đức tin. Anh em phải. Anh em phải có đức tin. Cái điều mà Đức Chúa Trời yêu cầu anh chị em là rất đơn giản rồi. Đơn giản bậc nhất rồi. Đó là hãy tin. Hãy tin. Người tin là người cầu nguyện. Người tin là người nhìn vào lời Đức Chúa Trời. Người tin là người còn hy vọng. Người tin. Tôi nói anh chị em hôm nay hãy tin. Đừng ngồi không như thế. Hãy mở môi miệng mình ra. Hãy lấy hết sức của mình hạ xuống trước mặt Chúa và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, hãy đến với nhu cầu của con. Hãy đến với linh hồn con. Hãy đến với cuộc đời con. Con mỏi mệt quá rồi Chúa ơi. Con không thể sống tiếp tục nữa Chúa ơi. Con không thể bước đi thêm một bước nào nữa Chúa ơi. Hãy giúp đỡ con. Và anh em biết không, Chúa hứa rằng ai kêu cầu ta thì người đó được cứu. Oh hallelujah. Tiếp tục lên cho em. Tiếp tục. Những ai khác nữa là những ai đang cảm thấy mình thiếu thốn trong tâm linh, những ai đang nghèo đói trong đời sống tinh thần của mình, những ai đang cảm thấy mình khô hạn lạc lõng giữa đời sống cơ đốc, những ai đang cảm thấy rằng đời sống của mình là nó vất vơ vất vưởng, nó muốn bước đi để tồn tại thôi, thì hôm nay cũng là thời giờ để anh chị em kêu cầu Ngài. Anh em hãy nói: Chúa ơi, hãy mưa xuống trên con như đất khô hạn cần đợi cơn mưa của Ngài.
Chúa ơi, hãy mưa xuống tâm hồn con, hãy mưa Thánh Linh Ngài, Thánh Linh sự sống Ngài, Thánh Linh quyền năng Ngài trên con. Con muốn gặp Ngài, con muốn được phục hồi, con muốn được hồi sinh. Lạy Chúa, hãy cầu nguyện lên cho em. Cầu nguyện. Oh hallelujah. Con muốn được hồi sinh Chúa ơi. Con muốn được hồi sinh Chúa ơi. Con như cái cây Chúa ơi. Con cần cơn mưa để ra mầm non Chúa ơi. Con cần cơn mưa để có thể ra hoa kết trái Chúa ơi. Con cần cơn mưa để có thể được vững chãi trước bão tố giông tố của đời này Chúa ơi. Con cần cơn mưa của Đức Thánh Linh. Hallelujah. Hãy đến trên con. Cầu nguyện cho em. Cầu nguyện. Oh hallelujah. Hallelujah. Tôi tin vào sự thành tín của Chúa. Tôi tin vào sự thành tín và nhân từ của Chúa. Tôi tin vào lòng nhân từ của Chúa. Khi anh em cầu nguyện, Ngài chắc chắn đáp lời. Ngài đang đáp lời. Hãy nhận đi anh chị em ơi. Hãy đón nhận sự thăm viếng của Ngài giờ này. Hỡi cả hội thánh ở trên mạng và hội thánh ở tại nơi này, hãy đón nhận sự thăm viếng của Chúa giờ này. Hãy được rơi chạm bởi Thánh Linh của Chúa giờ này. Hãy được mặc khải bởi Thánh Linh của Chúa giờ này, trong danh Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Touch dân sơ của Ngài. Hãy chạm dân sơ của Ngài. Trời, hãy chạm dân sơ của Ngài. Trời, hãy nuôi dân sơ của Ngài. Trời, hãy làm mạnh mẽ xương cốt của dân sơ Ngài. Oh hallelujah. 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 Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Oh hallelujah. Hallelujah. Nguyện Thánh Linh của Chúa ở trong anh em. Nguyện Thánh Linh của Chúa trong anh em sẽ bày tỏ năng quyền và khiến cho thân thể hay chết anh em lại sống động giờ này. Khiến cho hồn anh em được sống động giờ này. Khiến cho linh anh em được sống động giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Hỡi cả dân sự của Đức Chúa Trời, hãy sống cho Đức Chúa Trời. Hỡi cả dân sự của Đức Chúa Trời, hãy được khỏe mạnh và chữa lành cho Đức Chúa Trời. Hỡi cả dân sự của Đức Chúa Trời, hãy được tự do cho Đức Chúa Trời giờ này. Hỡi cả dân sự của Đức Chúa Trời, hãy được phục hồi và bứt phá cho Chúa giờ này. Trong danh Giêsu quyền năng, lạy Chúa, hãy đến trên dân sự của Ngài. Con tôn cao Ngài Chúa. Tôn cao Ngài. Tôn cao Chúa Giêsu yêu quý của chúng con. Tôn cao Con của Đức Chúa Trời hằng sống tại nơi này. Ngài là vua muôn vua, Chúa muôn Chúa. Mọi đầu gối trên trời dưới đất bên dưới đất phải quỳ trước danh của Ngài. Và mọi miệng lưỡi phải xưng Ngài là Chúa của vũ trụ này. Ngài có quyền lực không những trong đời này mà lẫn đời sau. Hallelujah. Chúng con đồng thanh tôn cao Con của Đức Chúa Trời giờ này. Chúng con đồng thanh nói với Chúa Giêsu, Ngài xứng đáng sự ngợi khen tôn quý đến đời đời. Hallelujah. Hallelujah. Phàm vật gì thở hay ngợi khen Đức Chúa Trời. Hỡi các cơ binh hay ngợi khen Đức Chúa Trời. Hỡi các binh sĩ hay ngợi khen Đức Chúa Trời. Hallelujah. 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 Vì Ngài là đấng có quyền năng. Ngài là đấng cầm giữ sự sống. Ngài là đấng cầm chìa khóa của David. Hallelujah. Các cửa âm phủ không thắng nổi quyền năng. Hallelujah. Ngài là chủ nhân của hội thánh.
Ngài được tôn thờ trong hội thánh, Ngài được ngợi khen trong hội thánh, Ngài có quyền được quyết định mọi sự trong hội thánh và thế giới. Một câu cao Ngài Chúa Giêsu yêu quý của chúng ta. Hallelujah. 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 Oh hallelujah. Oh hallelujah. Jesus. Oh, sự của Đức Chúa Trời, hãy ngợi khen Chúa Giêsu của chúng ta, hãy thờ phượng Chúa Giêsu của chúng ta. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Sự sống nuốt bây giờ này. Hallelujah. Oh. Oh hallelujah. 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 Jesus. Jesus. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.